trong sáng hơn em, bởi vì anh ấy không sự giả tạo trong từng cử chỉ lúc dỗi hờ. Anh ấy thích được yêu, được khắc họa mình vào chân thật, cũng khác với anh không vui được với cùng từng người ra đi mất. Anh ấy rất trẻ con nhưng thích được gọi là người lớn, chắc hẳn là anh là một chàng trai hoàn hảo không kém cũng chẳng hơn. Anh ấy là một chẳng quan tâm vì đối với em nắng hay mưa anh ấy đều rất tuyệt. Anh ấy là một thiên thần nhưng anh ấy đi bằng đôi chân. Anh ấy không hề tin tưởng những người giả tạo đôi mắt thiện cận. Anh ấy có những tính cách nét hoài bão một người em yêu, và anh ấy rất sợ tình yêu là thứ tâm hồn anh ấy đang thiếu. Em đến để che cái sợ lớp chỗ trống mà anh phải chịu. Anh xứng đáng được nhiều hơn, thấy em chỉ muốn nói ra vài điều. Con nít đêm anh ôm bất kể mọi lúc khi anh cần, và người con trai em nó là ai? Đó anh, là anh đó người em yêu à. Em như vậy chị không hát được, nó là thương tâm. Nó quay chị nên chị không hát được. Nó quay chị đang hát mà nó quay vậy. Đổ thừa, bét đổ thừa, nó bảo chị đổ thừa. Em uống mấy chân đi ra chỗ đi. Mai đi. Mai để đoạn 5 năm đi. Như là lời nhạc, bằng bùi cơm vươn ra không bằng sự đối cháo. Anh đang tự hỏi đến anh liệu có làm được gì, là yêu anh thôi, yêu tôi mà mày không ngừng nghĩ. Cái chân mình rơi trên tay đó là tốc độ và thời gian.